Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ news. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ đi nói về vấn đề từ thiện, bởi vì mấy ngày qua chúng ta đã dành quá nhiều thời gian vào những cái việc liên quan đến chị Nguyễn Phương Hằng cũng như là em Hồ Văn Cường. Thì các bạn cũng có thể biết được một cái danh sách dài thật là dài của chị Nguyễn Phương Hằng đã sâu lên cho tất cả mọi người, và rõ ràng đây là một sự bất ngờ rất là lớn đối với rất nhiều người, nhiều khán giả từ trong nước lẫn ngoài nước. Vậy thì thực hư câu chuyện này là như thế nào? Theo các bạn nghĩ thì đây có phải là sự thật hay không? Khi người được cho là chung cuối ở rất nhiều những cái bình luận, những cái vấn đề tham khảo trên mạng xã hội nói rằng đó chính là anh đầu trọc. Vậy thì anh đầu trọc là ai? Thì chắc hẳn mình không cần nhắc tên, các bạn cũng đã biết là ai rồi, đúng không ạ? Vậy thì qua khoảng thời gian 6-7 tháng trong cái câu chuyện vạch trần ra những cái tội lỗi của ông Võ Nằm Yên là không chữa được bệnh câm điếc bẩm sinh cũng như là bại liệt, thì lại kéo vào hàng loạt những cái vấn đề là từ thiện của các nghệ sĩ mà lại là những giới nghệ sĩ có tiếng nhất trong giới showbiz. Vậy thì câu chuyện này có liên quan đến cái ông trùm kia hay không? Liên quan theo vấn đề là một đường dây thì chúng ta không thể nào khẳng định được là họ có cấu kết với nhau để mà thực hiện một cái hành vi đó là chiếm đoạt tài sản của người khác hay không. Chúng ta cũng không thể nào khẳng định được điều đó, mà chúng ta chỉ đi nhìn nhận và sâu sát vào cái sự việc của những người này, họ đã làm gì và họ làm như thế nào khi mà sử dụng cái nguồn tiền của Mạnh Thường Quân gửi gắm họ để trao cho người dân miền Trung hay là cho một cá nhân, gia đình nào đó gặp những cái hoàn cảnh khó khăn. Vậy thì ý nghĩa khi mà chúng ta tìm ra được cái sự thật này là gì? Đó chính là tạo được cái niềm tin cho những Mạnh Thường Quân và những người được nhận cái số tiền đó. Niềm tin nó rất quan trọng, các bạn cũng biết được điều đó. Và chúng ta đang đi tìm nó, và nói mạnh mẽ hơn nữa là chúng ta đang đi đấu tranh với nó, chứ không còn đòi hỏi được nữa rồi, thưa các bạn. Bởi vì sao chúng ta lại nói là đấu tranh? Bởi vì trong thời gian qua thì các bạn cũng nhìn thấy bà Nguyễn Phương Hằng, khi ban đầu bà ấy chỉ nói lên rất là nhẹ nhàng, với những cái hành động thể hiện lời nói rằng tại sao những người nghệ sĩ kia làm từ thiện lại không sao kê. Chỉ hỏi một câu rất là đơn giản. Và vấn đề của anh HL, các bạn phải nên nhớ rằng chính báo Tuổi Trẻ đã phanh phui cái vấn đề của anh HL. Phanh phui ở đây là như thế nào? Là ỉm cái số tiền 14 tỷ kia chưa giải ngân cho người dân miền Trung. Chính cái bài báo đó là bài báo đầu tiên. Và tại sao họ lại lên cái bài báo đó trong cái hoàn cảnh bà Nguyễn Phương Hằng đang nhắc đến cái vấn đề từ thiện của những người nghệ sĩ? Có thể đây là một sự trùng hợp hay sao? Điều vô lý chúng ta có thể thấy rằng những cái tờ báo như là báo Tuổi Trẻ chưa hề nói tốt cho bà Nguyễn Phương Hằng được nửa lời nào, mà thay vì đó là chờ đợi những cái vấn đề, những cái sơ hở của bà Nguyễn Phương Hằng và những hành vi mà người khác gây ra cho bà ấy, rồi bà ấy đáp trả lại thì nhiệt tình đưa lên, không thương tiếc. Vậy thì họ có công bằng hay là không? Tất nhiên, trong một tờ báo lớn, có rất nhiều những cái cá nhân hoạt động trong tờ báo đó, thì các bạn phải nên nhớ rằng chúng ta cũng không nên quy chụp là tờ báo đó là tờ báo đểu, là tờ báo giả, là tờ báo không đáng tin cậy, mà chúng ta hãy tìm ra những cá nhân trong tờ báo đó, con sâu làm rầu nồi canh, làm xấu đi một cái bộ mặt, thì lúc đó chúng ta mới có thể suy xét được là đúng người, đúng tội. Chứ không phải là chúng ta quy chụp để rồi rơi vào bẫy của một số những người khác. Vậy thì các bạn cũng thấy rằng nếu nói về báo chí thì có liên quan đến rất nhiều những cái khuôn mặt mà có tiếng trong vấn đề nghệ thuật. Bởi vì sao? Bởi vì những cái điểm khuất ở đằng sau đó thì các bạn cũng biết rồi, không cần mình nói đến nữa. Vậy thì những người nghệ sĩ trong showbiz họ đã làm gì khi nghe thấy bà Hằng lên tiếng yêu cầu sao kê? Có một số người nói rằng bà Hằng là cái gì mà dám yêu cầu họ làm như thế này, họ làm như thế kia. Rồi bà ấy lấy quyền đâu ra để mà phán xét người khác, châm biếm người khác, đòi hỏi người khác phải làm theo ý của bà. Như mình đã nói với các bạn, cái vấn đề sao kê minh bạch là cái vấn đề hết sức cần thiết trong cái giai đoạn này. Bởi vì cái vấn đề này nó được sự quan tâm rất lớn của dư luận trong nước và ngoài nước. Họ đều muốn là sao kê minh bạch ra để họ nhìn thấy cô này làm việc tốt, anh kia làm việc tốt, làm việc đúng với lương tâm. Và họ sẵn sàng tiếp tục ủng hộ những người này để thực hiện thay họ làm những cái công việc tốt đó. Vậy thì những điều đó đáng để họ phải làm và nghĩ theo một hướng tích cực rằng chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ những gì mà Mạnh Thường Quân yêu cầu. Bởi vì cái số tiền
mà các anh các chị nhận được đó chính là những cái niềm tin mà những mạnh thường quân kia gửi gắm đến. Nó thể hiện ra cái số tiền nhiều hay là ít của mỗi cá nhân kêu gọi từ thiện. Và bên cạnh đó thì cái lương tâm của một người khi ban đầu đã nói rằng tôi làm vì cái tâm, tôi đi giúp người này, tôi đi giúp người khác bằng cái tâm của tôi kêu gọi bằng cái tâm. Nhưng tôi sẽ rõ ràng minh bạch cho tất cả mọi người biết rằng tôi không vụ lợi, tôi không chiếm đoạt tất cả những cái đồng tiền này của các mạnh thường quân để có thể dành chọn tất cả những cái niềm tin này cho người dân. Đó mới là những người có tâm thật sự, và họ không màng đến cái vấn đề ai đó yêu cầu họ sao kê. Bởi vì nếu mà họ biết được người nào đó nói rằng anh phải sao kê, chị phải sao kê thì họ sẽ làm ngay lập tức chứ không chần chừ gì. Và sau khi làm xong cái vấn đề sao kê, họ còn dành những cái lời cảm ơn đến cái người yêu cầu đó. Vậy thì thời gian vừa qua các bạn cũng đã nhìn thấy, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã chỉ tên điểm mặt rất là nhiều những người nghệ sĩ, và một số đã sao kê, mặc dù nó còn chưa minh bạch rõ ràng, và Bộ Công an cũng đang tiến hành ra soát lại những cái khu vực mà họ làm từ thiện. Họ luôn vỗ ngực và viết lên trang cá nhân hàng chục triệu người theo dõi của họ, thể hiện mình là một vùng đất cấm, không ai có thể xâm phạm được và mình không có lỗi trong vấn đề này. Thì các bạn cũng có thể thấy được rằng họ đang cố tình ngang bướng và không chấp nhận sự hợp tác này, hay là họ không biết thật. Rõ ràng thì chúng ta cũng có thể thấy có quá nhiều mập mờ trong cái vấn đề làm từ thiện của họ. Họ nói rằng họ chỉ sử dụng một số tài khoản, trong khi đó lại phát hiện ra 2 đến 3 tài khoản. Và rồi thì cái vấn đề tạm khóa báo có, rồi đến chức năng sending cũng đã minh chứng cho tất cả các bạn rằng họ cũng có thể làm và sử dụng những cái chức năng này trong ngân hàng để mà áp dụng trong cái thời gian làm từ thiện của họ. Và rồi các bạn cũng nhìn thấy khi mà họ kêu gọi, không phải là chỉ kêu gọi những mạnh thường quân ở trong nước mà còn rất nhiều những cái mạnh thường quân ở nước ngoài, ví dụ như là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Đức hoặc là các nước khác trên thế giới. Và họ đã sử dụng rất nhiều những cái dịch vụ để mà chuyển tiền về, chứ không phải là Internet Banking như đơn thuần chúng ta hay sử dụng ở Việt Nam. Vậy thì những cái khoản không sao kê được họ có ghi vào sổ phụ hay không? Họ có minh bạch cho mọi người cùng xem hay không? Bởi vì những cái giá trị mà người nước ngoài gửi về nó chiếm đến 40% trên tổng số tiền mà họ kêu gọi được. Điều này cũng đã được minh chứng bởi một cái MC đã nói lên cái điều đó. Và chúng ta cũng biết rằng khi nói về cái anh đầu trọc nhiều sắc màu kia thì anh ấy cũng làm rất nhiều những cái công việc thiện nguyện bên cạnh cái công việc là đứng sau cánh gà để mà đạo diễn tất cả những cái vấn đề liên quan đến nghệ thuật, giới showbiz, tổ chức chương trình này kia cho các nghệ sĩ. Thì anh ta còn tổ chức ra rất nhiều những cái hoạt động giống như là tìm kiếm những mảnh đời khó khăn, những người đặc biệt ở tất cả các tỉnh. Và đoàn của anh ta khoảng tầm 10 người hoặc là hơn 10 người sẽ chạy về đó để làm chương trình kêu gọi giúp đỡ cho người đó. Vậy thì liệu tất cả những cái vấn đề đó có được ghi chép lại hay không? Và liệu tất cả những cái số tiền mà mạnh thường quân gửi gắm cho anh ấy có trao hết cho cái người cần giúp hay không? Rồi thì đứng lên để kêu gọi giúp đỡ người dân miền Trung, vậy thì anh có phải rõ ràng minh bạch những cái khoản tiền mà họ đã ủng hộ anh trong vấn đề anh đi giúp người dân miền Trung? Điều đó có cần thiết hay không? Bởi vì chúng ta cũng phải rõ ràng rằng một cái kênh YouTube lớn của một ông lớn của showbiz thì các bạn nghĩ rằng cái số tiền kêu gọi nó ít hay sao? Và tại sao rất nhiều người gọi anh ta là trùm cuối? Nếu nói về trùm cuối thì mình nghĩ rằng anh ta chưa phải là trùm cuối, và đứng sau anh ta liệu còn ai nữa? Cái vấn đề này chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu và chúng ta sẽ dần dần bóc tách ra được tất cả những cái sự việc nếu có những cái vấn đề khuất tất trong cái quá trình kêu gọi từ thiện, lạm dụng vào cái độ nổi tiếng để mà chuộc lợi cho bản thân. Đó là cái mục đích chính mà mình nghĩ rằng tất cả chúng ta đều muốn biết. Và rõ ràng chúng ta cũng rất cảm ơn với những người tự biết mình phải làm gì và đã chủ động sao kê minh bạch rõ ràng cho tất cả mọi người cùng xem, chứ không đợi đến lúc chúng ta gay gắt lên rồi họ lại thách thức dư luận, họ không chịu làm theo những gì mà yêu cầu của khán giả cũng như là các mạnh thường quân yêu cầu họ. Rồi sau nữa là họ thách thức rằng lần sau chúng tôi không dám kêu gọi nữa bởi vì chúng tôi sợ quá rồi. Những người đó thì các bạn nên bỏ qua. Họ không biết nghĩ về sau, bởi vì theo mình nếu mà họ có tâm làm thiện nguyện thật sự thì ai nói gì họ cũng phải cho là đúng và biết đúc kết ra làm kinh nghiệm cho thế hệ sau này nối tiếp cái con đường của họ,
chứ không phải thay vì đó là những lời thách thức đe dọa kia. Nó mang rất nhiều những cái vấn đề tiêu cực và lại gây ra mất lòng tin của người dân đối với những người nghệ sĩ. Và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến những người nghệ sĩ này. Mong rằng mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký, like, share video giúp mình. Xin chào.